quý vị và các bạn, ngày hôm qua là ngày thứ 7, kể từ ngày 13 tháng 2 cho đến nay thì Việt Nam vẫn chưa ghi nhận được một ca mới nào dương tính với COVID-19. Con số người đã nhiễm COVID-19 ở nước ta vẫn đang dừng lại ở con số 16 và vẫn tiếp tục có những ca được điều trị khỏi. Mới đây nhất, sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus corona mới, bệnh nhi 3 tháng tuổi ở tại Quốc Lưu Bình Xuyên, Vĩnh Phúc được xác nhận là đã khỏi bệnh COVID-19. Và sáng ngày hôm qua 20 tháng 2, bé đã được Bệnh viện Nhi Trung ương cho xuất viện để về nhà theo dõi, tiếp tục khám tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng trong chiều cùng ngày, hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 đang điều trị tại phòng khám này cũng đã được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca đã chính thức điều trị thành công trên cả nước lên 14/16 bệnh nhân.